Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình lại làm một vlog nho nhỏ. Và trong vlog lần này thì mình sẽ không nói về chủ đề du học, cũng như không nói gì về Hàn Quốc, mà mình xin trình bày quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề đang nổi trội trong một vài ngày gần đây. Có rất là nhiều những thông tin báo chí ở Kênh 14 hay là một số những cái trang web trên mạng khác đưa tin về cái việc này. Đó chính là có nhiều cái ý kiến trái chiều của một số những bạn trẻ tại Việt Nam bình luận về hai bạn Hoàng Long và Hoàng Sang của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập số 225 và vừa được phát sóng trong những ngày gần đây trên kênh HTV của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cũng là một fan của chương trình này, mình đã theo dõi chương trình này cũng khá là lâu rồi. Mình bắt đầu xem chương trình khi mà mình về nước ăn Tết cùng với gia đình vào đầu năm nay, thì bố mẹ mình cũng như là em gái mình ở tại Việt Nam ấy rất là thích xem chương trình này. Vì vậy cho nên là mặc dù ở nước ngoài nhưng mà mình cũng biết qua chương trình, mình cũng hay xem lại chương trình trên kênh YouTube. Và cách đây một tuần thì trong một buổi tối khi mà mình mới đi học trở về nhà, thì cô em gái mà đang ở chung phòng với mình ấy, em ấy đang xem cái chương trình này và em ấy bàn luận rất là sôi nổi về cái thái độ của bạn trai trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này lại không bấm chuông để chọn bạn gái, trong khi người bạn gái khi tham gia chương trình thì theo như rất là nhiều bạn đánh giá cũng như là em mình đánh giá thì khá là dễ thương, mà tại sao là bạn trai này lại không chọn. Vì vậy cho nên là mình có quan tâm một chút xíu, vì vậy cho nên là mình đã xem lại chương trình này trên YouTube. Sau ngày hôm đó thì mình thấy ở trên kênh 14 có rất là nhiều bài viết về cái chương trình này, cũng như là mình cũng vào kênh Facebook của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì rất là nhiều những cái bạn trẻ đã comment rồi bình luận. Phần lớn thì các bạn ấy đã chê trách bạn Hoàng Long khi tham gia chương trình. Bản thân mình thì sau khi coi chương trình này thì mình có một số những nhận xét như sau. Mình thấy rằng là bạn Hoàng Long, bạn trai ấy, bạn ấy đã nói một số những cái câu nói mà dễ làm cho bạn gái kia hiểu lầm là bạn trai chắc chắn là sẽ bấm nút chọn. Đầu tiên là bạn trai khen bạn gái là em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Thứ hai là anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp. Và các bạn biết không, chỉ với hai câu nói này thôi của đàn ông thì cũng sẽ làm cho con gái chúng mình suy nghĩ rằng là người đó thích mình và người ấy sẽ bật đèn xanh cho mình tiến tới. Vô tình bạn trai đã gieo cho lòng bạn gái một cái chút hy vọng về cái tương lai, một cái quan hệ sắp tới. Vì vậy cho nên là bạn gái đã nghĩ rằng là chắc chắn là 100% là bạn trai sẽ đồng ý và nhấn nút hẹn hò đối với mình. Còn về phía bạn gái thì bạn ấy cũng có một số những cái hành động mà mình nghĩ không được cẩn thận cho lắm. Thứ nhất là bạn ấy khá là vội vàng trong cái mối quan hệ này. Bạn ấy sẵn sàng đã bật đèn xanh cho bạn trai về cái việc là mình sẽ đồng ý để hẹn hò. Khi chưa kéo rèm lên thì bạn gái đã có những cái câu nói như là em sẽ hỗ trợ anh bằng cách là nếu như anh thấy việc đi lại hơi xa, khoảng cách giữa hai đứa hơi xa thì mỗi tháng em sẽ có 4 lần đi lên trên thành phố lấy hàng và khi đó thì chúng ta có thể gặp nhau được. Và câu nói thứ hai đó chính là về việc hẹn hò thì thời gian buổi tối cũng được, tại vì có nhiều lúc em lên thành phố lấy hàng thì em cũng lấy hơi trễ một chút, tới 7-8 giờ thì đối với em cũng không sao. Sau khi nghe sự trao đổi của hai bạn trẻ này thì bản thân mình có một số những đánh giá về suy nghĩ của bạn nam. Thì mình đánh giá như thế này, bạn nam này là một người Bắc, mà đối với một người Bắc thì bạn ấy khá là khó tính. Nếu như mà các bạn để ý trong cái clip mà mình xem ở trên YouTube ấy, thì bạn nam lúc đầu đã nói là mình khá là khó tính trong việc lựa chọn bạn gái. Vì vậy cho nên là cũng có tìm hiểu nhiều người nhưng mà vẫn chưa có làm quen thật sự với người nào. Tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình. Như vậy là bạn nam đã khó tính rồi. Và với một cái người khó tính như vậy thì người ta cũng sẽ đòi hỏi bạn gái của mình kỹ tính một chút xíu, cũng như là đừng có quá cởi mở, cũng như là đừng có chưa có gì hết thì mình đã đồng ý. Con gái mình mà lại đầu tiên mà lại dễ dàng như vậy rồi á, thì đối với đàn ông á, mà đặc biệt là đối với những bạn mà gia trưởng một chút xíu á, thì nhiều khi nó lại là một cái rào cản và vô tình thì nó lại làm mất đi cái vẻ hấp dẫn của con gái của mình đối với con trai, đúng không nào? Còn về phía bạn gái thì mình cũng nghĩ là bạn ấy hơi vội vàng một tí trong cái mối quan hệ này.
tóm lại rằng là dù sao á thì đây cũng là một chương trình trên truyền hình mà thôi. Có nhiều bạn đánh giá trên mạng như là mình đọc được, mình không biết là có thật hay không, nhưng mà rất là nhiều bạn đã nhận xét rằng là chương trình đã được cắt xén. Những bạn có mặt ở tại trường quay và theo dõi từ đầu đến cuối á, thì thấy bạn nữ này có nói một số điều thật sự là gây một cái chướng ngại để bạn nam có thể bấm chuông hẹn hò. Tuy nhiên rằng là mình không biết được là thật hư thế nào, nhưng mà mình chỉ nghĩ một điều rằng là đã là một chương trình thì chắc chắn là nó sẽ có sự biên tập. Tại vì một cái chương trình thời lượng thì có giới hạn mà thôi, và chắc chắn là sẽ có những cái đoạn mà thừa. Vì vậy cho nên là đài truyền hình, nhà biên tập sẽ phải làm lại cái clip này. Và họ có cắt xén hay là họ có xào nấu cái nội dung gì ở trong cái buổi ghi hình này không thì thực tế là mình sẽ không biết được, nhưng mà chắc chắn là có điều đó. Cái thứ hai nữa, mình nghĩ rằng là dù sao thì cái sân chơi bạn muốn hẹn hò cũng là một sân chơi bổ ích, hữu ích cho giới trẻ của mình. Những bạn nào mà chưa tìm được một nửa của mình thì dựa vào cái sân chơi này mình có thể đăng ký tham gia, và biết đâu đấy thì mình sẽ gặp được cái người hợp với mình, người ưng ý với mình thì sao. Bản thân mình thì mình không thích cái sự mai mối, đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Nếu như mà trong cái cuộc sống đời thường vô tình nào đấy mà chúng ta gặp phải một người trên đường chẳng hạn, hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào đấy vô tình gặp, vô tình quen như vậy, thì đối với mình nghĩ sẽ tốt hơn. Có bạn hỏi mình là khi về Việt Nam rồi nếu mà còn ế thì có đăng ký tham gia chương trình này hay không? Chắc chắn là không, mình sẽ không đăng ký tham gia chương trình này. Vâng, và nãy giờ thì mình đã nói lẩm nhảm với các bạn đủ rồi. Ngày hôm nay thì mình chỉ nói như thế thôi. Đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình. Rất mong rằng nếu như các bạn có những cái ý kiến đóng góp cho vlog của mình thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Còn nếu như các bạn muốn theo dõi những vlog tiếp theo của mình thì các bạn nhớ bấm subscribe ở góc này màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.